Xin chào các bác. Ngày cuối cùng của ngày nghỉ dỗ tổ Hùng Vương đấy. Thì lại được tranh thủ về quê làm nốt mấy cái cây ở quê mà các bác. Nói lại các bác là ở quê thì có một số cây to to và đặc sắc thì nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ có cái ổi với một cái lao cây tùng gì đấy thôi. Nhưng mà thì đấy, thì cây cối mình trồng thì mình vẫn phải làm thôi, cũng phải tỉa tót đấy. Đấy, cái ổi này thì vừa mới giải phóng mặt bằng chỗ này. Nó, tôi chỉ lấy cái u này thôi. U này, sau cái phần này cũng bỏ đi. Tất cả nó cùng một khối mà. Nhưng cái này thì nó ở chìm ở dưới, bác nhìn cũng không thấy được. Đấy, cây này thì vừa đã nhiều sâu lắm, còn sâu gióm, cắt nó đi. Bây giờ cái này không nói. Đây, thế còn là một loạt cây cối này, chè chưa, cây chè nhá. Các bác nhìn vẫn cứ thấy như cây khô cái mùa đông ngày xưa đúng không? Nhưng mà đây, vừa tỉa đi đây nè, phát triển rất là tốt đấy các bạn. Nó tôi cũng không nghĩ là nó dễ thế đâu, cứ tỉa là nó lại lên thôi. Thậm chí có thể nó bớt chết bớt những cái răm này, nhưng mà nó không bao giờ nó chết hoàn toàn, mà cái răm này nó vẫn còn giữ lại được, rất là tốt. Trong này chắc chắn là nó có những cái khô rồi, nhưng mà những cái tươi nó vẫn còn và nó vẫn có thể phát triển tiếp. Chứ tỉa thoải mái các bạn. À, là cái tre nhá, tre ngà. Các bác nhìn này, lá liếc này, xanh tốt rồi, nó khác hoàn toàn so với các bác nhìn ở trên này đúng không? Đó. Rồi, thế còn cái ổi này thì đẹp quá thì vẫn cứ phải quay lại thôi. Rồi tôi cắt. Thì cô bác cứ ý kiến là hôm trước có quay cây này lên thì bác ý kiến là làm cắt phải mạnh dạn lên các thứ rồi cắt hết đi, nhưng mà ý là em đã nói rồi, trình bày rồi, cái cây này nó sống trên đá rất là lâu năm rồi, hơn 10 năm ở trên hòn đá rồi. Chỉ tức là người ta ký đá ấy, thì chỉ sống trên đá với nước thôi, trên cây nó rất là yếu. Bây giờ phải phục hồi nó đất một thời gian đã, và cái chỉ có cái phần sau của này này, tức là cái tay cái cây đại loại là cây tử này đi, thì nó rất là tốt, bởi là cây nó phát mọc sau và nó ngay ở phần gốc này, rất là tốt. Cứ cắt nó lại lên lung tùm ấy, nó mạnh quá, nó làm lệch cây thì em cắt cái phần này thôi. Cái phần cái trên này thì thực tế nếu một cây khỏe thì cắt được luôn rồi, nhưng mà bây giờ cắt thì tay cành còn nhỏ quá, nó không xứng với cây. Thứ hai là sau nó cứ răm giữa nó lít lít lít, mình còn đang muốn nuôi thả nó to cơ mà. Đấy, chứ ai chả biết là cắt thì nó sẽ phun ra luôn, nhưng mà nó yếu. Đấy các bác nhé, càng nhìn càng thích các bác. Đấy, ổi nhá. Rồi, trong mùa này thì mới tỉa hôm Tết, chưa làm gì được, đang nhiều quả thì cứ kệ. Ở nhà có vài cây thôi các bạn, cũng có ở nhà chăm được đâu mà nuôi nhiều. Đấy, thì cây du này, du này vừa tỉa um tùm các bạn, vừa tỉa. Đang định làm cái kiểu mà sau này các bác có biết cái kiểu cái chậu hình kiểu rẻ quạt này không? Chậu men hình rẻ quạt đây này. Đấy, đang tả cái chậu khác ấy, chứ không phải nói cái chậu này nhá. Hình rẻ quạt ấy, tức là hình cái nửa cái quạt ở vòng vòng này thì cho cây này là lên rất là hợp. Vì nó gần như là cái hoành, nhưng mà hoành ôm chậu. Hoành ôm chậu. Đấy, thì cho cái chậu hợp. Chậu men ấy nó cũng khá là đắt tiền ấy. Thì tất nhiên là nói về sau thì đang nuôi cái này ra để cho nó lắt léo, cho nó ôm đến còn lại 2/3 chậu này. Và cái du nhé, mời cắt đi phần cái cành thô này. Đấy, cái ổi này thì khá hay. Cái ổi này tôi cũng rất là thích cái cây ổi này. Cái cây ổi rất là ngắn, du dịt và cây rất là hay, rất là dễ chịu. Hôm vừa rồi tôi về tôi tỉa vào những lá già đi, bây giờ nó có mưa nó lên, nó đang ra lá non. Đấy, một cái cây ổi các bác nhìn này, có thể gọi là trực hoành. Tôi đang muốn làm thành những trực hoành này.
tất nhiên là tay cành nó còn chậm thì chắc là thiếu ăn, chắc là tí nữa phải bón cho nó ít sân, cái phân gà phân trâu. Ở nhà thì phân trâu sẵn nhưng phân trâu nó không tốt lắm. Và phân gà, nhưng phân gà ủ thì các bác nhé, phân gà nó khá là nóng, ủ phân gà nó mạnh như phân hóa học, nó sót phải ủ đấy. Đấy thì là cái ổi đây, đất đai nó cỗi lắm, cỗi. Đấy, đường chuyển rất là hay, ngắn rất ngắn. À. Cái này trước nhiều hoa lắm, nhiều hoa nhiều quả lắm, nhưng mà cắt đi thì lấy đâu ra mà ra. Đấy, nó cao chỉ tầm 30 phân. Được các bác ở trong Huế, bác cứ thích cái cây này, tôi không gửi. Đây các bác nhìn cái phần gốc này, thích lắm. To bắp đùi ấy. À, thích lắm. Này, cần cái cây này thì từ xưa thì các bác biết rồi, nhưng mà đâm là lâu không chăm thì vừa phải cắt đi. Nó là một cây rất là hay. Rất là hay. Bệ đế của nó rất là ok đấy. Nó rộng đến đây cơ. Cỏ rác nó mọc tung tùm vừa dọn. Vừa nhổ cỏ ra. Hôm trước nó khô rồi. Đó. Lá đấy cơ. Đã xuống chiều này. Xung quanh nhà. Đây là cây chắc này. Cây chắc các bác nhìn. Đấy. Cỏ này. Qua nhổ cỏ đi này. Nhổ cỏ đi rồi. Và qua tỉa đi. Cho nó ra lục non. Lâu không về mà. Mấy tháng rồi không về. Từ Tết rồi. Mà có về chớp nhoáng không làm được. Mới đứng. Đấy, cỏ. Rau rau càng cua biết nhiều lắm. Rau càng cua thì ăn được các bác nhé. Đây này, cái rau này. Thậm chí là cây này này cũng là làm thuốc này. Diệp hạ châu này. Cây óc chó này. À cây gì? Cây gì chó quên. Đại loại có chó. Đấy thì cây chắc. Khá hay. Khá hay các bác. Cái khối gỗ này mà tiếc là em không biết đục đẽo gì, không biết điêu khắc. Các bác nào biết điêu khắc thì lấy khối gỗ này khắc luôn tượng. Các bác tưởng tượng đây là phần đầu của cái tượng tượng Đạt Ma, vị Phật mà có râu của nó đấy, mà vác cái bình ở sau ấy. Đây đi hành khất đây. Đấy thì cái phần đầu đây lại loại đục làm sao đấy. Phần dưới là thân này, chân trước đây. Đấy cái thớ nó rất là dày, thoải mái đục. Phần sau của nó này, phần chỗ này rất là hay, sống đó, toàn bộ sống đó. Thân của nó đây nhé, phần khô đây nhé, phần sống đây nhé, phần này là một cái nhánh ở dưới mọc lên. Đó. Cỏ tùm cây khá hay, mua từ cái hồi mà đập hộp thì các bác biết từ trong năm. Là cây chắc nhá, anh bộ chắc. Không ai để ý mà toàn cỏ rác tiếp, chỉ cứ dọn hết cho nó sạch rồi. Cây đây, cây la hán này, các nhìn này, la hán mà cắt trụi như xanh ấy, tất nhiên là nó cũng la hán này nó khỏe lắm, nhưng mà mình cũng chưa có kinh nghiệm chăm la hán nhiều, nhưng mà thôi cứ cắt thôi, nó đang bị muội quá. Cái thứ hai là các bác cứ làm cái chủ cũ khi trước khi tôi nhập về nó làm thương mại, nó vào dây dợ quá. Cái cây thì dáng rất ổn nhưng mà cứ vặn vẹo dây dợ để tận dụng những tay cành ấy, mình không phải làm luôn. Cây dáng rất hay. Ông kia kìa, ông kia mặc quần vào kìa, tránh ra nào. Ông cháu. Đấy. Nhà mẹ cho hai bạn đi vào trong đi. Chân mẹ đẹp, sao tôi sẽ làm cây hoành. Cây có tay hoành, tay phóng, chứ không phải cây hoành, tay phóng. Tay phóng, đây, tay này là tay phóng.
Tay này làm tay đỡ ngọn đây rồi. Tay sau tay đối trọng này rồi. Tay đối trọng đây. Thì cái phần bệ khá ổn. Sẽ là một cái chậu hình chữ nhật đấy. Theo cái tán của phần hoành ấy, xong đẩy cái này lùi gần đằng sau. Đấy. Là chậu hình chữ nhật nhé. Tùng lá thì nó rất là khỏe các bạn, nhưng mà nó hay bị con dẹp, bệnh dẹp. Đâu nhé, các bác nhìn này. Tôi đây này, cứ tôi dẹp dẹp xanh xanh này. Nó ám như cái lá non này rất là hại. Vừa nãy nó đẹp tuyệt vời đấy, nhưng mà nó có chớm bị dẹp. Đẹp tuyệt vời, nó ra cùng một lứa luôn. Bông nó đầy, đầy nhưng mà ý là về chi tiết thì, về tổng thể thì ổn. Về chi tiết thì tay cảnh nó nguêu ngao quá, có thể vung vắn nó lại và chấp nhận là làm lại sau thôi. Nhưng mà cái dáng dấp cây này rất hay, vì thường các bác nhìn thấy tùng lá Hán mà to bằng bắp chân như này ấy, mà lên cao là thường là có cái sẹo to ngang đấy, cứ thế cắt ngang ấy xong mới giật lên. Nhưng cây này thì rất là hay ở cái chỗ này là nó hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiên phải rồi tác động tay cành, tác động con người, nhưng mà nó dáng dấp tự nhiên, không có, không bị những cái sẹo rất là to đâu. Đây chỉ sẹo nhỏ, thân chính vẫn ở đây, tự chuyển tự nhiên này. Thân này thì phẫu rồi đẩy sang kia một tí. Đó, thiên hướng cành hoành là bên dưới, cành này sẽ phải rộng ra đến đệm đây. Đó. Đẹp, một cái gây rất là hay. Rất hay đó. Tự nhiên tùng này phẫu thì sướng lắm. Làm tùng thì tùng là Hán nó dễ hơn là tùng cối. Đây, ví dụ các bác phẫu, ví dụ cành này các bác muốn đẩy bên kia, các bác có thể cứa gần hết cái cây này, không bừa ra, cắt phát đấy, không bừa ra, làm như xanh, không phải bọt, bịt bằng dính ạ. Lêu nghêu này thì mấy hôm nữa nó ra, bông người ta nữa, bác sĩ nhìn rõ, thu hết vào rồi đấy, như này, dây thép, dây thiếp này. Rồi, đây là cái tùng lá Hán nhé. Là hay đúng không bác? Phi lao thì hôm nọ hôm trước có cây rồi. Cái phi lao hôm trước có các bác có cây nó thích lắm. Bác nhà chuyên cây cảnh ở vùng ở một xã khác ở cạnh nhà tôi ấy. Thích lắm. Gọi ý muốn mua nhưng mà ý mình thôi, để chơi thiện chí, thực sự thiện chí thì mua được thôi. Là các bác ở quê thì đam mê nhưng mà bỏ tiền ra là cũng khó đấy, nhất là các cụ. Rồi à đâu, tí nữa thì còn một cái cây quay với cây sung. Cây sung hôm trước thì cắt thì ngon rồi. Đây bắt đầu phun lọc lá hay rồi, cắt đều này nó ra đều lúa lứa luôn rồi các bác, mạnh lắm. Mấy độ nửa tháng nữa về lại tốt um thôi. Lúc đấy thì lại tính lọc tiếp. Lúc nào mà nó già thì lại tính lọc tiếp. Đấy, chân bệ không cần nhiều các bạn, ngắn, bệt. Rêu, hôm trước lá nó tối, rêu nó không mọc. Hôm nay lại vừa có mưa, lại vừa có mưa, vừa thoáng, cho nên là nó không bị che, cho nên rêu mọc rất ổn. Đây các bác nhé. Hôm trước các bác có xem cây này rồi đấy. Rồi, hay. Đây, một cây ổi này đây. Cái ổi này. Đấy các bác nhìn thấy. Tất nhiên là mình có thời gian đầu tư, như đá điếc dùng tân thì nó khác. Đồ đạc với đá điếc phải mua đầu tư cơ. Nhưng mà nãy mình cứ trên tinh thần ở quê tận dụng đồ quê, hòn đá ong này, cái ăn cũ này, chứ làm gì có mua cái gì đâu. Ở quê tôi làm gì có, không có cái truyền thống chơi cây cảnh, không bán như cái này. Trời thì tự túc, mình chỉ tranh thủ mình nghỉ được một vài ngày thì làm sao có thể chuyên tâm được như các bác ấy được, đúng không? Ý là mình đang ở quê là đang tận dụng những cái gì sẵn có và làm cho nó ưa nhìn tí là được, chứ các bác mà cứ chê trách thì cũng khó. Đấy, là cái quê ổn. Cái ổi đang thiên nhiên, rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên các bác nhé. Ngày xưa nhé,
Ngày xưa nó là thẳng này cơ. Các bác ngày xưa mà theo dõi kênh của em là biết nó thẳng này kìa. Bây giờ trồng nghiêng nó đi và nó có cái đường này. Được chuyển hoàn toàn tự nhiên, cái đoạn này tự nhiên, này cành cắt đi thôi. Chỗ này cắt giật phát thôi, các vậy thôi. Đây cắt đi phát. Cắt giật hai phát ở đây. Nuôi cái này này, thế thôi. Rất là hay đấy các bác, cây này rất là hay. Chỉ cần đơn giản thôi. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Cảm ơn các bác. Đấy. Khung cảnh nó như vậy. Kết thúc của cây ổi này. Chúc các bác ngày mai đi làm hiệu quả nhé.